và Huệ rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay. Các bạn thân mến, được mệnh danh là dàn karaoke cao cấp thì chắc chắn bên trong những bộ dàn karaoke này luôn có những sự mới mẻ, độc đáo mà không chỉ là hình thức bên ngoài mà còn cả phải ở những thông điệp vượt trội, chất lượng giúp các bạn thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc. Trong video clip ngày hôm nay, Bảo Châu Alex sẽ giới thiệu tới các bạn một dàn karaoke cao cấp đạt đến mức độ đỉnh cao của âm thanh. Để biết chi tiết hơn, chúng ta hãy cùng theo dõi. Đây là bộ dàn có sự kết hợp giữa những thành viên ưu tú thuộc thế hệ sản phẩm công nghệ cao như loa Domus DP6100, được thiết kế với lối đánh rất dày dặn, nâng đỡ giọng hát bung mở và nội lực. Cục đẩy công suất Crown T3 tinh tế về chất âm, vang số BCE9200 có khả năng xử lý âm thanh tốt nhất, kết hợp cùng mic BCE UGX12 có trung âm dày dặn và giải âm cao chi tiết, giúp truyền tải giọng hát trung thực và truyền cảm. Vâng, quý vị thân mến, và đúng như vậy, đến thời điểm này, dàn karaoke Domus 04 là một trong những ứng cử viên sáng giá, lọt top những dàn karaoke bán chạy nhất hiện nay. Đầu tiên, nhắc đến siêu phẩm của bộ dàn Domus 01 này, bạn không nên bỏ qua thiết bị quan trọng tạo nên sự khác biệt, đó chính là loa Domus DP6100. Với thiết kế mới mẻ đầy táo bạo, đôi loa Domus DP6100 mang lại cho không gian nhà bạn một nét đẹp mới, một sự tinh tế và đẳng cấp. Loa Domus DP6100 có độ nhạy cao lên đến 95 dB và tần số đáp ứng âm thanh rất rộng từ 85Hz đến 20kHz nên sẽ phát ra âm thanh đầy đủ nhất. Loa Domus DP6100 sẽ trình diễn được tất cả các giải âm thanh và những loại nhạc cụ được sử dụng trong bản nhạc, đồng thời giúp cho người hát phát huy được các chất giọng của mình khi thể hiện những nốt trầm và nốt cao mà rất nhiều loại loa có tần số đáp ứng âm thanh hẹp không thể làm được. Nét uy lực đầy đặn đó cũng chính là điểm âm thanh nổi bật nhất của toàn bộ dàn, luôn đem đến cho người sử dụng cảm hứng ca hát chuyên nghiệp. Trong một bộ dàn, sự tương hợp giữa loa và cục đẩy công suất rất quan trọng. Chính vì thế, sự kết hợp hoàn hảo nhất với loa Domus DP6100 để cho chất lượng âm thanh không ai có thể chê, đó là cục đẩy công suất Crown T3 tạo nên hiệu ứng âm thanh hoàn hảo nhất. Được thiết kế với kiểu dáng cực kỳ ấn tượng, kết hợp với việc sở hữu nhiều tính năng thông minh, cùng tông chủ đạo là màu xanh coban thời thượng, kết hợp với các núm điều khiển đen trắng nổi bật. Từng đường nét chi tiết cục đẩy công suất Crown T3 đều được đầu tư kỹ lưỡng để tạo nên vẻ đẹp riêng của thiết bị, giúp tôn thêm vẻ đẹp hiện đại cho gian phòng của bạn. Đây là dòng sản phẩm cục đẩy 2 kênh có khả năng khuếch đại công suất ở mức 450W, có khả năng khuếch đại tín hiệu cực tốt cho tiếng bass chắc khỏe, tiếng mic chân thực và những âm cao luôn thánh thót, không bị vỡ tiếng ở những nốt cao. Bởi vậy, những dàn âm thanh hay phòng hát có diện tích lớn đều không phải là trở ngại với sản phẩm này. Hầu hết các dàn âm thanh hiện nay đều được khuyên dùng vang số kết hợp với cục đẩy thay cho âm ly, bởi sự kết hợp này đem lại hiệu suất và hiệu quả cao hơn rất nhiều lần. Và vang số BCE9200 chính là lựa chọn mang đến những điều kỳ diệu về chất lượng âm thanh cho dàn karaoke của bạn. Là dòng vang tiên tiến cho khả năng hiệu chỉnh tiếng ca nhạc nền chuyên sâu, đem đến hiệu ứng âm thanh vượt trội, chất âm mượt mà, loại bỏ hoàn toàn những tiếng hú rít thường gặp trong dàn âm thanh. Đây là điểm nhấn tạo nên tên tuổi cho dòng vang số BCE9200, được trang bị chế độ cắt rú rít, nên khi sử dụng, chuyện rú rít sẽ không còn xảy ra thường xuyên nữa, ngay cả khi bạn mở to âm lượng micro. Và điều làm nhiều người thích thú ở sản phẩm này, đó là khả năng căn chỉnh đa dạng. Bạn có thể căn chỉnh tổng hợp, chi tiết cho toàn bộ hệ thống loa. Hệ thống căn chỉnh riêng cho từng loa tạo nên một hệ thống âm thanh vòm, mang đến chất âm trung thực, hiệu ứng âm thanh sống động cho đường loa siêu trầm, hỗ trợ tiếng bass thêm uy lực, nâng cao hiệu quả âm thanh một cách rõ rệt. Ngoài những thiết bị kể trên, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến dòng micro không dây, mic BCE UGX12. Đây cũng là một trong những thiết bị hiện đại khác trong bộ dàn, cũng góp phần mang đến chất lượng âm thanh tuyệt hảo, mang lại trải nghiệm âm nhạc thú vị cho người dùng. Mic BCE UGX12 là thiết bị vừa có khả năng thu âm tốt, vừa có khả năng tạo ra những tín hiệu âm thanh tốt. Nó được thể hiện ở việc có thể loại bỏ các tạp âm, giảm nhiễu sóng và không bị dè, hú rít khi đặt cạnh các thiết bị âm thanh khác. Tất cả những thiết bị trên thực chất là những nguyên liệu của một bữa tiệc âm thanh. Nếu chọn lựa phối ghép không thành công, cũng như chúng ta có một món ăn không ngon. Như vậy, với bộ dàn karaoke này, bạn không chỉ được thưởng thức những âm thanh hay nhất, tốt nhất mà còn thể hiện được đẳng cấp của mình. Dù không gian nhà bạn rộng lớn đến 50m², dàn âm thanh karaoke Domus 01 vẫn phát huy hết công sức để truyền tải âm thanh sống động và mạnh mẽ.
châu Alex, quý vị có thể tiết kiệm tới 890.000 đồng khi giá chỉ còn 29 triệu đồng so với giá khi mua lẻ từng thiết bị là 29 triệu 890.000 đồng. Ngoài ra, quý khách có thể nhận thêm nhiều phần quà tặng kèm như một bộ giá loa trị giá 300.000 đồng, một pin sạc trị giá 500.000 đồng. Để có thể sở hữu bộ dàn Domos Combo 4 này, quý vị có thể qua các showroom Bảo Châu Alex trên toàn quốc hoặc có thể truy cập vào website bảochoualex.com. Mọi thắc mắc hay chia sẻ của quý vị xin vui lòng để lại thông tin phía bên dưới. Tư vấn viên của Bảo Châu Alex sẽ tư vấn nhiệt tình và chu đáo nhất. Đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Alex để Bảo Châu luôn mang đến cho quý vị và các bạn những sản phẩm tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.